cho tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 15 con mấy con Nhật Bãi. Và hôm nay mình có lô này là lô máy nhỏ dùng để câu bè, câu tôm, câu iso hoặc là câu lua nha các bạn. Và ở đây mình có size là từ 600 cho đến là 3000, giá báo trong video là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên mình vẫn là 30.000 một đơn đối với máy, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tại đây mình có con số 1 đầu tiên này. Số 1 đầu tiên ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa Spintermax ST600M. Con này thì size tướng nó là size 600 dòng mini. Con này thích hợp cho khách nào câu đài, các bạn gắn thêm cái máy nhỏ này, hoặc là cho, nói chung là máy mini dòng này là câu tôm hoặc là câu đài gắn máy nhỏ. Mũi sống, lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Cước số 3 là vào được 65m, số 2 là vào được 100m. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Đây, máy ngoại hình thì còn khá là sáng đẹp, có sờn suốt nhẹ viền lưng. Độ mới máy này mới tầm khoảng 70 đến 75%. Đổ tay trái phải được. Con lăn cước của nó là còn rất là sáng như thế này, ga cước nhẹ. Hàng này là hàng Daiwa Nhật nha. Con này là con số 1, máy quay rất là nhẹ mượt, đổ tay trái phải được. Ngoại hình tổng thể như thế này. Nhỏ, máy rất là nhỏ nha. Con này con số 1 nặng là 180g, số 1 này giá là 280.000. Tiếp theo là máy số 2. Số 2 ở đây mình có cũng là một con tương tự luôn. Con này là con Daiwa Spintermax ST600M. Toàn thân của nó là bằng carbon, bay qua kim loại, mô bin sống, lưỡi ga đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Size tương của nó là size 600, cước số 3 vào được 50m. Con lăn cước của nó là sáng, ga cước nhẹ. Con này thì các bạn đổ tay trái phải được. Máy còn khá là sáng đẹp. Độ mới máy này mới tầm khoảng 70-75%. Trời sức nhẹ viền lưng. Máy còn khá là sáng mới nha. Đổ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ, tốc chặn ok. Con này là con số 2. Số 2 này nặng 180g, số 2 này có giá 280.000. Tiếp theo là máy số 3. Số 3 ở đây mình có là một con Daiwa Riga. Đây. Con này là con Daiwa, dòng Daiwa Riga S nha. Dòng này là long carbon. Tên của nó là Daiwa Riga S 1500B. Toàn thân carbon, tay quay bằng kim loại. Khóa là dạng khóa số. Bộ viên sống. Con này là cước số 3 và 65m, số 2 và 100m, size lớn size 1000. Mô bin sống, lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn khá là sáng. Ga cước nhẹ. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Ngoại hình thì có sờn xước viền lưng này, có trầy xước nhẹ viền lưng. Đây, máy cũng còn tương đối sáng. Hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ nha. Quay nhẹ mượt, xuất chặt ok. Dòng này là câu tôm, câu bè hoặc câu cá nhỏ. Con này là con số 2 nặng, con này là con số 3 nặng 220g. Số 3 này có giá là 250.000. Tiếp theo là máy số 4. Số 4 ở đây mình có con này là con Daiwa Riga S. Dòng này cũng là Daiwa Riga S 1500B, giống như con số 3 nha, một cặp. Khóa là dạng khóa số. Mũi sống. Lưỡi ga đầy đủ. Đổ tay trái phải được. Cước số 3 là vào được 65m, số 2 100m, size tướng size 1000. Toàn thân carbon, tay quay kim loại, ngoại hình thì cũng có sờn xước ít thôi, có trầy xước nhỏ. Độ mới máy này mới tầm khoảng 70%, độ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ, tức chẳng ok. Dòng này cũng câu bè, câu tôm. Con này là con số 4, số 4 nặng 220g, hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật. Số 4 này có giá là 240.000. Tiếp theo là máy số 5. Số 5 ở đây mình có là một con Daiwa, dòng Daiwa Jupiter X 2000T. Con này toàn thân của nó là carbon luôn nha. Tay quay bằng kim loại. Khóa số. Mô bin sống. Lưỡi ga đầy đủ. Đổ tay trái phải được. Con này thì cước số 2 là vào được 150m, số 3 100m. Size tướng của nó là size 2000. Con lăn cước thì còn rất là sáng, là cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này thì ngoại hình cũng sờn xước ít. Độ mới máy này tầm khoảng 70-75%. Mới tầm khoảng 70%, có trầy xước nhẹ như thế này. Hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật, đổ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ. Chốt chặn ok.
Quay nhẹ mực là con số 5, nặng 200g, số 5 này giá 260.000. Tiếp theo là máy số 6. Số 6 đây mình có là một con Ryobi, dòng là Ryobi Sanos. Tên của nó là Ryobi Sanos. SF700ZM, toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này thì cước số 2 vào được 100m, số 3 vào 65m, size tướng của nó là size 1000. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gà cước nhẹ. Mũi bên sau, lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Hàng này là hàng Ryobi của Nhật nha. Ngoại hình thì máy có sờn xước như thế này. Đây, ngoại hình thì có sờn xước như thế này, nhưng mà dòng này xài rất là bền, xài khá là bền. Chốt chặn ok. Máy quay nhẹ mượt, size tướng size 1000. Hàng này là hàng Ryobi của Nhật, con này là con số 6, nặng 240g, số 6 này giá là 220.000. Ngoài ra thì có trầy xước như thế này các bạn. Đây. Trầy xước phiền lưng này, phiền chân máy. Số 6 giá 220.000. Tiếp theo là máy số 7. Số 7 đây mình có là một con Shimano. Con này là dòng Shimano Titanos SS 1000. Toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này thì cước số 2 là vào được 160m, số 3 là vào được 100m, size tướng size 2000. Mô bin sống, lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, và cước nhẹ. Ngoại hình thì máy này còn khá là sáng đẹp, độ mới máy này mới tầm khoảng 70-75%. Hàng này là Shimano của Nhật nha, Shimano Nhật. Ngoại hình thì còn khá là mới. Con này là con số 7. Con này các bạn đổ tay trái phải được, máy thì quay rất là nhẹ. Quay nhẹ mượt, chốt chặn ok. Con này là con số 7, nặng 220g, số 7 này có giá 280.000. Tiếp theo là máy số 8. Số 8 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa ST700B, toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này thì cước số 2 là vào được 150m, số 3 100m, size tường của nó là size 2000. Mua bên 6, lưỡi ra đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được, con lăn cước thì còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể này, có sơn xước nhẹ. Độ mới nay máy này mới tầm khoảng 70%. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật, size 2000. Chốt chặn ok. Máy quay nhẹ mượt size 2000, con này là con số 8, nặng 200g, số 8 thì có giá là 240.000. Tiếp theo là máy số 9. Số 9 ở đây mình có là một con Ryobi Sanos. Con này là Ryobi Sanos, dòng này là dòng SS1500ZMT. Con này toàn thân của nó là carbon, tay quay bằng kim loại. Cước số 2 là vào được 200m, số 3 là vào được 150m, size tướng nó là size 3000. Mũi bên 6, lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được, con lăn cước còn rất là sáng này, gạt cước nhẹ. Size tướng nó là size 3000, ngoại hình thì có sờn xước viền lưng này, viền thân máy. Đây. Có trầy xước như thế này. Đây, máy thì quay rất là nhẹ mượt nha, chốt chặn ok. Con này thì các bạn có thể câu lóc được nha, size 3000. Ngoại hình tổng thể này, ngoại hình thì máy có sườn xước như thế này các bạn, có trầy xước, nói chung con này trầy xước nhiều. Size 3000, hàng Ryobi của Nhật. Con này là con số 9, nặng 280g, số 9 này có giá 270.000. Tiếp theo là máy số 10. Số 10 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa, dòng này là dòng Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Emblem dòng T nha các bạn, dòng T cổ dài. Con này là cổ, đó là cổ kim loại, toàn thân là carbon, tay quay là tay quay kim loại, tay quay đô như thế này nha. Con này là chuyên xe lua, con lăn cước, con lăn cước là được mạ gold như thế này, lăn cước của nó là sáng, gạt cước nhẹ. Con này thì size thường của nó size tầm khoảng 2500, tróc thông số trên cổ rồi, size tầm khoảng 2500. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật,
Ngoại hình thì con này trầy xước tróc sơn khá là nhiều nè, trầy xước tróc sơn nhiều, máy quay rất là nhẹ. Có phanh ABS nha, size 2500 có phanh ABS. Dòng này thì câu lua, chuyên xa lua. Máy quay rất là nhẹ mượt, chốt chặn ok. Con này thì cái phần tay quay của nó này bị tróc với cái bọc cao su bên ngoài nha, tay quay đôi. Dòng này là dòng máy đời cao, mà ngoại hình thì trầy xước hơi nhiều, trầy xước rất là nhiều luôn. Con này là con số 10, nặng 300g, số 10 này giá 360.000. Tiếp theo là máy số 11. 11 ở đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Emblem X. Còn cố của nó là cố kim loại, toàn thân bằng carbon, tay quay kim loại, khóa số, dòng đời cao này, cố này. Bô pin sóng, con này size tướng của nó là size 2000, bô pin sóng, lưỡi ga đầy đủ, độ tay trái phải được. Size 2000 cước số 2 vào được 150m, số 3 100m. Con lăn cước thì còn rất là sáng, ga cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể này, ở đây nó bị vỡ một chút xíu rồi đây, bỡ miếng. Ngoại hình này, trầy xước, ngoại hình thì có sườn xước như này. Con này đổi tay trái phải được, có phanh ABS. Hàng này là hàng Daiwa Nhật. Dòng này là cũng dòng máy câu lua nha, chốt chặn ok, có phanh ABS. Máy này thì có tiếng xào, xào nhẹ, xào gió nha các bạn, nhưng không phải là xào cố. Quay rất là nhẹ, chốt chặn ok. Con này có số 11, nặng 280g, số 11 này là hàng Daiwa của Nhật, giá 400.000. Ngoại hình thì có sườn xước như thế này. Tiếp theo là máy số 12. 12 đây mình có là một con của Olympic. Con này là con Olympic, dòng này là dòng MB02. Con này thì có hai bạc đạn nha, máy nhỏ nhưng mà có hai bạc đạn. Toàn thân của nó là bằng kim loại, mô pin 6, lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổi tay trái phải được, Reito 4.56, cước số 3 vào được 60m, số 2 vào được 90m. Đây, thông số cước mình nhầm, cái đó là thông số cước, là dòng này là tối thiểu nha. Cái này là thông số cước tối thiểu, thông số cước tối đa ở đây. Cước số 2 là vào được 170m, số 3 115m, size tướng của nó size tầm khoảng 1500. Mô pin sóng, lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng. Ga cước nhẹ. Ga cước nhẹ. Hàng này là hàng Olympic của Nhật, ngoại hình thì máy cũng còn tương đối sáng, trầy xước ít. Có trầy xước ở đây viền cuối. Mà trầy ở trên nó không có bị đứt cước nha. Ngoại hình tổng thể này, có rây xước nhẹ viền lưng. Con này thì cũng còn tương đối sáng, mới tầm khoảng 70%, đổi tay trái phải được. Nguyên sóng, chốt chặn ok. Máy quay rất là nhẹ. Dòng này là câu bè ok nhất nha. Ok nhất là câu bè hoặc là câu tôm. Quay nhẹ mượt, chốt chặn ok. Hàng này là hàng Olympic của Nhật. Con này là con số 12, nặng 240g, số 12, giá 270.000. Tiếp theo là máy số 13. 13 đây mình có là một con Ryobi. Con này là Ryobi Sanot XS 1000ZM. Con này thì cố của nó là cố kim loại, toàn thân bằng carbon. Cước số 2 là vào được 150m, số 3 100m, size tướng của nó là size 2000, bộ pin sóng, lưỡi ra đầy đủ. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, là cước nhẹ. Đây, ngoại hình thì con này có sườn xước ít, trời xước nhẹ viền lưng. Máy cũng còn khá là sáng. Đồ mới máy này mới tầm khoảng 70%, hàng Ryobi của Nhật, Ryobi Nhật. Máy quay rất là nhẹ, chốt chặn ok. Sai nhìn dòng này câu ISO, câu bè, câu tôm, câu lua cũng ok nha. Con này là con số 13, nặng 260g, số 13 giá 350.000. Số 13 giá 350. Tiếp theo là con số 14. 14 ở đây mình có là con Emblem. Con này là con Emblem, đây dòng là dòng Daiwa Emblem 1500T. Thông số cước này, cước số 2 là vào được 100m, số 3 vào được 65m, xa tương ứng của nó là size. Con này size của nó là size 1500.
Cối là cối kim loại, thân bằng carbon, tay quay gắn gỗ. Mô viên 6. Khóa cũng là dạng khóa số nha. Khóa số. Dòng này cũng là dòng đời cao, đai quay emblem là dòng cao. Lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cướp là được, bà gôn này. Đặt cướp nhẹ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Ngoại hình thì máy có sờn xước nhỏ như thế này. Đây, trầy xước nhỏ. Con này thì ngoại hình máy còn tương đối sáng, sờn xước ít. Size từ cũng là size 1,5, hàng đai qua của Nhật. Đổ tay trái phải được. Mô viên 6. Chốt đã ok nha. Máy quay rất là nhẹ. Dòng này có lua, có bè, có ISO. Quay nhẹ mực. Size 1,5, hàng đai qua của Nhật. Số 14, nặng 240g. Con này có giá là 450.000. Tiếp theo là con cuối cùng, con số 15. 15 ở đây mình có là một con đai qua. Con này là con đai qua Riga X 2000 IA. Dòng này là dòng đề cao của đai qua nha. Cố của nó là cố kim loại này. Cố được mà viền cố được mà gold nha. Cố kim loại, thân carbon, tay quay kim loại. Con này thì cước số 2 là vào được 150m, số 3 100m, size tướng size 2000. Mô viên 6. Lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước được mà gold, lăn cước thì còn rất là sáng. Gà cước nhẹ. Con này các bạn đổ tay trái phải được, có phanh ABS, ngoại hình thì có sờ xước nhỏ. Đây, có sờ xước nhỏ như thế này. Size tư cũng là size 2000. Dòng này là chuyên câu lua nha, chuyên size lua. Quay rất là nhẹ. Chốt chặn ok, có phanh ABS. Máy quay nhẹ mượt, size tư cũng size 2000. Hàng đai qua của Nhật. Con này là con số 15, nặng là 300g, số 15 này giá là 550.000. Đây, ngoại hình này có sờ xước nhỏ. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 con mấy câu. Các bạn lấy con nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.